Quý vị và các bạn, thương mại điện tử là cụm từ không còn quá xa lạ trong cuộc sống năng động hiện đại ngày nay. Thế nhưng để hiểu đúng và sử dụng hiệu quả vai trò của thương mại điện tử để phục vụ cho nhu cầu của công việc còn là một ẩn số. Và hy vọng rằng với những thông tin ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về công nghệ tiên tiến này. Thương mại điện tử và lợi ích cho doanh nghiệp thương mại điện tử nên được xem là một công cụ hỗ trợ thương mại truyền thống trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Và một lợi ích thấy rõ nhất là có thể đem đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Với thương mại điện tử, bạn có thể cung cấp catalog, brochure, thông tin, bảng báo giá cho đối tượng khách hàng một cách cực kỳ nhanh chóng. Bạn có thể tạo điều kiện cho khách hàng mua hàng trực tiếp từ trên mạng. Ngày nay, chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ là những yếu tố rất quan trọng trong việc tìm và giữ khách hàng. Nếu không xử lý yêu cầu thông tin của đối tượng quan tâm một cách nhanh chóng, họ sẽ không kiên nhẫn mà chờ đợi. Trong khi đó, có biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đang săn đón họ. Bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều hạn chế trong thương mại điện tử, nhất là đến từ các trang mạng xã hội như việc hàng giả, hàng kém chất lượng hay không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Quý khán giả thân mến, hiện tại thì bây giờ tôi đang có mặt để có thể cùng giao lưu với những quản trị viên của Java Đà Lạt. Xin chào anh. Anh có thể giúp cho anh Nguyễn hiểu rõ thêm về tình hình thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Đà Lạt được không ạ? Chào anh Nguyễn, chào khán giả. Thương mại điện tử là một mô hình kinh doanh trên mạng, internet, trên máy tính. Thời gian qua thì cái sự phát triển của thương mại điện tử thì rất là lớn. Thì cái lợi ích của thương mại điện tử đem lại cho người dân cũng như các doanh nghiệp là rất là lớn. Tuy nhiên thì người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp chưa thấy được cái sự hiệu quả thực sự của thương mại điện tử. Cho nên mình thấy là các doanh nghiệp cũng như là người dân chưa có sự quan tâm và đầu tư vô để quảng bá cái cũng như cái hình ảnh và cái sản phẩm của mình nhiều. Thực sự mô hình thương mại điện tử thì là một cái xu hướng, một cái mảnh đất rất là rộng lớn để cho doanh nghiệp và cá nhân có thể phát triển được cái sản phẩm của mình. Cho nên theo mình thì các doanh nghiệp hay là cá nhân muốn phát triển tốt thì phải cần nhìn nhận ra được cái lợi ích của thương mại điện tử để có sự đầu tư đúng thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như chi phí cho các doanh nghiệp và cá nhân. Vâng, vậy thì xin hỏi anh Trà là người tiêu dùng cần phải có những tiêu chí nào khi mua hàng qua mạng ạ? Như chúng ta biết thì hiện nay cái nhu cầu mà mua hàng hóa qua mạng thì nó rất là phổ biến, nó tiết kiệm được thời gian cho khách hàng. Thì khi mà khách hàng muốn mua thì chúng ta phải tìm hiểu rõ cái nguồn gốc hàng hóa và sản phẩm, tìm hiểu rõ cái uy tín của người bán cũng như của doanh nghiệp. Vì chẳng có một doanh nghiệp nào mà họ cung cấp cái sản phẩm cho khách hàng mà chỉ cho mỗi số điện thoại không, mà không có địa chỉ, không có công ty, không có gì hết, thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng mức độ uy tín của người bán và nó tạo cái sự không yên tâm cho khách hàng. Và sau khi mà tìm hiểu được cái uy tín của người bán thì chúng ta xem lại cái review khách hàng đó. Tức là những người mua trước đó, họ nhận xét đánh giá như thế nào về cái trang đó, về chất lượng sản phẩm, về giá cả dịch vụ các thứ. Sau khi mà chúng ta tìm hiểu rồi thì chúng ta phải tìm hiểu cái sản phẩm mình cần mua, mình so sánh với các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay về giá cả, về chất lượng, về thương hiệu rồi như thế nào, để chúng ta tạo cái niềm tin trước khi mua. Chúng ta kiểm tra so sánh đối chiếu để xem nó phù hợp và nó hợp với cái túi tiền của mình so với các sản phẩm cục chủng loại. Và trong khi cái giao dịch mua bán qua mạng hiện nay thì chúng ta nên thận trọng cái thanh toán, vì một số trang thì người ta có thể không yên tâm giao dịch rồi không chuyển tiền nhưng mà không nhận hàng hóa chẳng hạn như vậy. Nên cái thận trọng khi thanh toán là một cái điều mà khách hàng hết sức lưu ý. Và có một điều nữa mà chúng ta lưu giữ là sau khi mua thì chúng ta lưu giữ toàn bộ chứng từ để chúng ta làm cơ sở các căn cứ sau này để có thể là chúng ta khiếu nợ và xử lý khiếu nợ về sau. Đó là một số tiêu chí mà khi mua hàng qua mạng chúng ta cần lưu ý như vậy. Vâng, xin thưa anh, là đối với những cá nhân và doanh nghiệp mong muốn tạo dựng được thương hiệu và sự uy tín đối với khách hàng thì có những giải pháp nào không ạ? Việc tạo uy tín của khách hàng, của doanh nghiệp đối với khách hàng đó là một điều rất hết sức là quan trọng. Nó quyết định là cái sự trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp và tăng doanh số của doanh nghiệp. Chính vì vậy chúng ta phải chú trọng những yếu tố sau. Thứ nhất đó là về hình ảnh và sản phẩm. Nếu một doanh nghiệp mà đang bán hàng ở trên mạng xã hội mà nếu mà sử không có hình ảnh sản phẩm thì tương đương với việc là doanh nghiệp đó đã thất bại. Hoặc là sử dụng hình ảnh của những cái doanh nghiệp hoặc là website khác thì đang lừa dối khách hàng. Chính vì vậy hình ảnh của sản phẩm đó là một yếu tố quyết định cho tới sự thành công của doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó một yếu tố quan trọng không kém đó là giá cả. Doanh nghiệp thì cần phải là nghiên cứu về giá cả để đưa ra một cái giá cả tốt nhất là đối với là khách hàng.
Bên cạnh đó thì cái việc tiếp xúc giữa khách hàng và doanh nghiệp, thông qua sự tiếp xúc đó thì là khách hàng là nó sẽ đánh giá được doanh nghiệp đó là tốt hay là không. Cạnh đó thì cái việc mà trung thực và khi bán hàng đó là một yếu tố rất là quan trọng, quyết định cho tới yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp lừa dối khách hàng thì tương ứng với việc đó là doanh nghiệp đó là sẽ bị đào thải ở trên thị trường. Nên yếu tố sự trung thực nó quyết định rất là quan trọng. Bên cạnh đó là địa chỉ, thông tin website thì cần phải minh bạch rõ ràng để tạo lòng tin cho khách hàng hơn. Vâng, xin cảm ơn anh. Ngày hôm nay nhờ có nhiều ban quản trị của Java Đà Lạt mà Ánh Nguyệt cũng như là quý khán giả đã có thể tìm hiểu nhiều hơn về thương mại điện tử. Xin cảm ơn những chia sẻ của các anh ạ. Quý khán giả thân mến, hy vọng là với tất cả những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho quý vị thì quý vị sẽ có thể tìm hiểu rõ hơn về thương mại điện tử. Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng quay trở lại với phim trường của Bình Minh Cao Nguyên.